Tiếp theo là một chiếc Grand Seiko dòng vintage. Đây em có một chiếc vintage Grand Seiko 61468.000, trục tung trục hoành. Và cái này thì em thấy bên Nhật có gửi về được một kèm theo một bộ dây sắt này, nhưng mà dây sắt này không biết có phải zin của nó không. Đó, cái này thì nó lắp vào đây. Em thì em chưa nhìn thấy bộ dây sắt zin nào của Grand Seiko Vintage cả, nên em cũng không biết được cái này nó có phải dây zin không. Thì cái này em sẽ mặc định là dây phụ kiện các bác nhé. Còn về mà nếu mà các bác kiểm tra thấy dây zin thì đừng có bắt đền em. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp đi kèm của nó nhé, hộp GS của ngày xưa luôn đấy. Thì đây có một chiếc Grand Seiko Vintage ngày xưa, trục tung trục hoành, cái dòng này hiếm lắm đây. Còn đầy đủ hộp các thứ luôn, không thiếu cái gì. Đây chiếc này sử dụng máy 6000 à máy 61 dáng 8000 và được sản xuất vào những thập niên 1960 1970 của thế kỷ trước. Thì cái này nó chính là đời cha ông của những chiếc Grand Seiko thời nay. Tất cả những chiếc Grand Seiko thời nay đều được dựa trên nền tảng là những chiếc đồng hồ GS Vintage này, và nó rất là đẹp với cái độ nguyên zin về thân vỏ máy, mặt kính, chỉ trừ dây và khóa thôi, còn lại là nó nguyên zin hết, kể cả mặt kính, kể cả những cái vết xước thời gian trên đồng hồ là em vẫn để nguyên. Tí nữa em sẽ mở máy để các bác cùng kiểm tra. Trước đây thì em có cái dịch cái tài liệu về GS Vintage bằng tiếng Nhật ra tiếng Việt và có ghi vào một quyển sổ, và theo cái quyển sổ ghi chép bách khoa toàn thua của em Quang Lâm thì vào tháng 12 năm 1967 là Grand Seiko họ bắt đầu tung ra ngoài thị trường cái dòng 2 bit 36.000 bit này, và đến tận những năm 1972 là nó mới dừng, bao gồm 45GS trên dây bằng con tay hoặc là 61GS là bộ máy cơ tự động. Và dòng này thì nó được sản xuất bởi Suwa vào những thập niên 60 của thế kỷ trước. Và tại thời điểm đó thì khoảng 40.000 yên là giá mới của chiếc đồng hồ này khi xuất xưởng, thì nó sẽ tương đương với khoảng 3 cây vàng các bạn. 3 cây vàng. Về thiết kế tổng thể thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái thiết kế trường tồn với thời gian, đến tận bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy nó vẫn còn rất đẹp. Bởi chiếc này được thiết kế với những cái mặt phẳng cùng các cái đường cắt nét rất là sắc lẹm. Đó. Thì nó cho chúng ta cái sự phản xạ về ánh sáng rất là tốt. Và nó làm cho chiếc đồng hồ này của chúng ta ở góc độ nào chúng ta cũng có thể định hình được cái form của chiếc đồng hồ. Và đeo cái dòng này rất là thích các bạn, em đang sử dụng. Hiện tại em đang đeo cái dòng cái này cũng rất là đẹp và rất là thích chiếc này. Nó cũng kiểu kiểu như thế nhưng mà nó là cáp gôn. Nhưng mà đeo cái này phê lắm các bác, nó chính xác tuyệt vời luôn. Mặt đây của chiếc này chúng ta sẽ có size đường kính là 36,7 các bác nhé, và giày của chiếc này là 12,4 mm. Lắc tu lắc của cái này là 42 và độ rộng giày ở đây là 18, còn đây là 16. Thì nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 15 trở lên, thì dòng ngày xưa mà nó không có đồng hồ to. Chiếc này thì sử dụng kính acrylic 31 mm của Seiko cho dòng này. Trên mặt đeo của chiếc này chúng ta sẽ thấy là ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko chữ automatic. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có dòng 6146 này, thì chúng ta sẽ có cơ chế hiển thị day date, tức là có lịch ngày và lịch thứ. Và với cơ chế hiển thị lịch ngày lịch thứ cổ vintage này thì chúng ta sẽ lưu ý cho em một cái là từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ sáng là chúng ta không được chỉnh lịch. Nếu mà chỉnh lịch là nó dễ gãy mất cái bánh răng của cái chỉnh lịch, và bay gãy mất cái bánh răng là rất khó tìm hàng phụ kiện không có, nên là chúng ta phải cẩn thận cái đó. Tìm được có nhưng mà vẫn lâu lắm. Thì cái dòng này nó các bác cứ phải chỉnh lịch, nó chuyển lịch từ lúc 12 giờ cho đến tận 1 giờ 20 là bắt đầu nó mới chuyển lịch xong. Vậy thì các bác tránh cái lịch từ chỉnh lịch từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng ra. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ GS là chữ Grand Seiko, logo của Grand Seiko. Chúng ta có chữ 2 bit, là 2 bit này nó chính là cái tần số dao động cao.
Và cho đến tận ngày nay thì cái dòng 2 bit này nó vẫn luôn là một trong số những cái thành tựu tinh kế tế nhất của Seiko từ trước tới nay trong lịch sử hơn 100 năm của hãng. Và đây nó là những cái bộ máy có cái tần số dao động cao. Tần suất dao động này phải nói là ưu việt nhất thế giới hiện nay, nếu mà không muốn nói đây là một cái sản phẩm, một đứa con tuyệt vời nhất mà Seiko đã từng chế tạo. Ở dưới nữa chúng ta sẽ có con số 36.000 là 36.000 tần số dao động, và đây cũng chính là số lượng của những chiếc đồng hồ dòng 61 và 45 được sản xuất tung ra ngoài thị trường, bao gồm cả thép và cáp gôn, kể cả vàng đúc. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có logo của Suga, một công ty con của Seiko phụ trách sản xuất cái dòng đồng hồ này. Bộ kim thì chúng ta sẽ có một bộ kim làm phải nói là cực kỳ đơn giản, không thể đơn giản hơn, là một bộ kim hình trụ và có sơn màu đen ở giữa các bác nhé. Trên nền dial của cái này các bác sẽ thấy mặt dial, mặt kính của cái này nó có những cái vết xước nhỏ. Nhưng mà thôi kệ nó các bác ạ, những cái dòng vintage thì quan trọng nhất là nó chạy chính xác. Còn những cái này nó là cái vết xước thời gian thì theo em thì cứ để nguyên thế thì ok hơn. Chiếc này như hôm qua em đo độ sai số hàng ngày là 0 giây một ngày các bác nhé. Dã man con ngàn thật. Cái dòng không hiểu làm sao cái dòng cổ vintage này nó chạy kinh khủng thật. Đấy, sai số trừ 1 giây một ngày này. Trừ 1 giây. Trừ 1 giây. Tức là nó khoảng cộng trừ 1 giây một ngày các bạn. Dã man không? Mà nó là 60 năm tuổi rồi chứ đâu ít gì đâu. Cái này em lúc nãy em mở hờ hờ ra rồi, để tí nữa mở ra cùng các bác kiểm tra bộ máy. Đây chúng ta sẽ có bộ máy của nó các bác nhé. Trước này thì sử dụng bộ máy caliber 6146. Đây là một bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ cót tay và có cả dừng kim giây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ. Với 25 chân kính và 36.000 tần số dao động cho chúng ta khoảng 45 giờ tích cót. Các bác sẽ thấy là máy của nó này 60 năm rồi. Đây chúng ta sẽ có bộ máy 6145A. À quên, xin lỗi các bác, 6146A. Ở đây này các bác này, Japan 6146. Seiko 25 chân kính. 051794, đây là cái số chứng nhận chuẩn chronometer của Thụy Sĩ cấp cho cái dòng GS này các bác nhé. Còn đây thì các bác có thể có coi cái chỉnh nhanh, chỉnh chậm. S là slow, F là fast, tức là nhanh chậm, chỉnh nhanh chậm được. Thì các bác thấy bộ máy đó này, chất thép của nó kinh khủng. Độ sai số của dòng này nó khoảng trừ 3 giây đến cộng 5 giây mỗi ngày tại thời điểm xuất xưởng. Đây là cái nắp của nó 6146-8000. Đó, và được thợ ở Nhật người ta lau dầu vào tháng 3 năm 2021 sẵn rồi. Nên là về các bác cứ thế là các bác đeo thôi. Đây nó là giá trị thời gian các bác nhỉ. Không hiểu sao những chiếc đồng hồ cổ ngày xưa mà nó có thể làm những chiếc đồng hồ chính xác đến tận bây giờ. Em vừa mới đo sai số khoảng 0 đến 1 giây một ngày. Như đồng hồ pin luôn. Ở đây chúng ta, đây cái nắp đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái thông số, ở đây là stainless steel thép không gỉ 6146-8000. Water resistant, đây các bác, hàng của nhà em là em để nguyên siêu nhé, nguyên 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 zin nhé, không có spa đâu, các bác vẫn thấy những cái xước nhỏ nhỏ này. Ở đây chúng ta sẽ có cái mề đay của nó là Seiko GS, mà cái này bằng vàng, số series của nó đây 6146-8000. Chống nước thì dòng này nó là đáy xoáy cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái khả năng chống nước của nó cũng khá là tốt. Nếu mà so với dòng vintage thì hầu như là kiêng nước,
100%, nhưng mà những cái con này thì kể cả như đi mưa rửa tay là cũng không vấn đề gì đâu. Tuy nhiên thì các bác để cho nó bền thì tốt nhất các bác nên tránh các bác nhé. Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay nhé. Size nhỏ mà ngày xưa thì thường sẽ hợp cho các bác tay nhỏ nhỏ và vừa. Tay 15.5-16 đeo thì tuyệt vời. Đó. Thì bác nào mà thích chiếc này thì liên hệ với bên em. Chiếc này có giá là 29.950.000 bao gồm cả hộp zin các bác nhé. Mã của chiếc này là 1033 và 29.950.000. Cái dòng này nó không hiểu sao bên Nhật nó đắt thế không biết. Đó, thì đây là cái giá về đến Việt Nam là 29.950.000 các bác nhé.